Em chào các bác nha. Hôm nay em lên làm một cái video bác. Thì em coi có một số món. Cái này là một cái treo đồ á bác. Cái thằng này của hàng bãi Nhật nhá. Cái này nó có tăng chỉnh cái độ kéo này. Cái này là kéo từ nó hồi về bác nhá. Mình móc đồ treo đây. Đó, mình móc đây treo. Mình treo cố định cái này lên nhé bác. Rồi xong rồi khi nào mình cần dùng thì mình kéo xuống dùng là nó tự nó hồi về bác nhá. Đó. Tự nó hồi về, cái này kéo được hơn nó tầm khoảng 2 mét các bác. Dây dù rất là chắc chắn. Nó tầm được 2 mét đó. Còn cái này tăng giảm đấy nhá. Cái độ gọi là cái độ cứng độ ấy đó. Các bác muốn hồi về các bác kéo ngược ra này, thả nó về là nó nhẹ hơn, mình kéo nó nhẹ hơn đó. Đó. Còn khi nào mình muốn nặng thì mình để ấy, mình treo đồ nặng thì mình tăng nó lên. Đó. Khi nào muốn tả thì mình phải nhấc ra nó lên tả đấy. Đấy. Đó, mình kéo nó nặng lên. Rồi. Cái này nó tầm khoảng 2 mét đấy, cái này cái cục cao su có cái giảm chấn này. Dây dù rồi. Chắc nhá. Đấy. Đấy, mình treo cố định cái này lên, xong rồi mình treo cái máy hay cái gì đây đó bác, cái dây gì ở đây á, cái súng hay xiếc gì đó, rồi mình thả nó xuống, đó này nó gọn nhá, đấy, cái này em bán nguyên cặp, em có 2 cây cho bác nhá, đó, rồi. Đây nó bán nguyên cặp các bác nhá. Nguyên cặp là 300k. Cặp là 300k này. Chính là 150 cây. Còn bán lẻ là 200 cây bác nhá. Em bán nguyên cặp luôn cho bác. Bán cây nguyên cặp cho nó nhanh chứ bán một cái lại lẻ mất công đi ship đó. 300k một cặp. Đấy. Rồi, hôm nay em có cái này về cho các bác độ chế làm quạt nha. Cái này nó có các cái lỗ ren sẵn đấy rồi nha. Này ren ốc đây rồi. Cái thằng này nó của thằng đây. Thằng xịn nhé bác. Đây Make in của Gemery của Đức. Động cơ không chỉ than đó bác nha. Nó hai cặp như cái dây này nó dây vừa dây điều khiển vừa dây nguồn. Đó. Cái này các bác dùng để chế quạt đó bác. Động cơ không chịu than nhá, nặng lắm. Cái này trước nó là của thằng quạt nó giống như quạt cái gì công nghiệp đó bác. Cái hút quạt hút của công nghiệp á. Quạt hút của ông nghiệp ấy bác, nó có một cái bộ khung giống như y chang quạt hút tròn tròn ấy, công suất lớn á, gọi là quạt hút công nghiệp ấy. Đấy, hàng Đức nha, Made in Gemery, đây của nó đây, của nó mắc là nó là bằng 1110 vòng mỗi phút, nhưng mà thực chất ở trên cái em thấy trên cái bảng hiển thị nó là 1200. Này bằng khối nhôm. Cái này nó có cái lỗ để cho mình cố định nha bác nha. Đó, 4 lỗ để cố định nha. Còn cái quay là cái này nha. Cái cày này mình chế cái cánh quạt vào. Mình làm quạt công nghiệp luôn nha bác. Quạt không chỉ than. Rồi em thử test cho bác. Còn đây là bộ điều khiển đó bác nha. Đây, bộ điều khiển của nó đây. Em đang cắm thử em test nha. Đây, bộ điều khiển của nó đây. Đấy. Đấy, để em cắm điện. Hơi xa xíu bác. Các bác mà lấy thì em sẽ hướng dẫn cho bác nha. Đó. Cái xịt này bác xem. Rồi bắt đầu khởi động. Nó có khởi động mềm luôn bác nha.
1.200 vòng đến phút. Thì cái này nó chạy bao nhiêu nó sẽ hiển thị đây nhé bác. Nó sẽ hiển thị đây tốc độ quay đây. Có cái cắp gì đó để kết nối này nọ điều chỉnh cái gì đó bác. Còn cái này mình điều chỉnh ở đây. Ví dụ đang đây là mắc đang chạy là 500 vòng phút. Mình khi nào mình set up á, mình cho vào đây. Đó, học tăng nó lên. Em cho 90 đi. 80 đi. Đấy, nó quay nhà nhờ đúng không ạ? Nó đang lên này, đang lên này, 76 này. 7 này. 18 này. Rồi 80 vòng phút đúng không ạ? Rồi mình cho lên tiếp này. Cho lên max luôn đi. Rồi mình nhìn 200 vòng nha. Mình bấm set cái nó sẽ lên. Đấy. Quay cực nhanh luôn. Đó, nó tăng lên sau bắt đầu nó giảm xuống này. Rồi tăng lên lại. Đầu đây là ổn định nhá, rất là khỏe nhá, khó nắm lắm đây bác nha, chảy tay, rất là nóng, chứ không phải như cái quạt của mình nó nắm một cái là nó dừng lại cái này không, tốc độ quay rất là nhanh luôn, cái này mà bỏ thêm cái cánh quạt vào nữa thì quá là khủng khiếp, đó. Đây là bộ điều khiển đó bác nhá. Bộ điều khiển đã đi kèm. Hàng của Đức. Đấy, em có hai bộ đó bác. Cái bộ này thì nó không có điều khiển. Cái này là không có điều khiển đó bác nhá. Còn một cái bộ này là nguyên bộ là có điều khiển nha bác nhá. Các bác về chế quạt hoặc các bác về mua cái này về xong rồi đấu song song thì một bộ nó sẽ điều khiển được hai cái động cơ này bác nhá, khá là nặng á. Thì một bộ này nó sẽ điều khiển được hai cái động cơ này, thì em sẽ bán với giá, ví dụ bác lấy một bộ này với lại một cái điều khiển là 400k, 450, một bộ kèm điều khiển là 450 nhá. Nhưng mà các bác lấy thêm cái bộ này nó chỉ là 600 thôi. Đó, có nghĩa là ba cái này là 600k. Để béo á. Dây đồng quá nha, hàng Đức á, không phải rất là nặng luôn, cực kỳ nặng. Đấy. Đó, một bộ này là 450. Một bộ này giảm dây dắt. Đó. Đây. Cái nguồn. Cái này em lấy em test thì các bác ấy thì em để như vậy luôn, các bác về test luôn nha. Đó, em để dây để cẳng về đó về cho bác test luôn. Cái này các bác về mà chế quạt nhá. Chế quạt công nghiệp. Cái này nó chạy quạt công nghiệp các bác. Cực kỳ khỏe. Đấy, cái này là bắt chết đây này. Bắt chết đây rồi cái này là quay nhá. Đấy. Mua hàng motor không dễ than. Đó. Cả ba cái này là 600k nhá. Rẻ bèo nhá. Rồi để em cắt cái này. Một bộ cái đó nó không là mà nó chỉ có 450, nếu mà bác lấy cả ba cái thì nó là 600. Thì nó tính ra cái cục kia nó chỉ có 150 thôi. Đó, quá rẻ nhá. Còn đây là cái cưa bác. Cái cưa tình trạng sống mà nó thiếu cái để giữ cái lưỡi cưa, thiếu lưỡi cưa với lại thiếu cái ốc giữ lưỡi cưa bác nhá, các bác về kiếm mà chế sang nhá. Còn máy chạy ok nha. Đó, Nati. Cái này không chỉ cái này Nationa nha bác nhá. Rồi, thiếu lưỡi cưa, thiếu cái nắp giữ lưỡi.
vô nắp rỉ lửa nha, máy sống nha, không có bị biết gì các bác nha, vẫn còn cái lục giác em cho đi theo luôn đó. Cái nguyên cái này đó, em bán theo giá xác luôn bác, 50k 50 thôi nha bác nha, bán theo giá xác các bác, về chế cháo lấy đồ hay lấy gì đó thì bác lấy mà chế cháo nha. Rồi cái này là Hitachi 12V đó bác. Lồng nó bỏ cái bút lồng này, số em đánh số số 1 đi, số 1 đi, số 1 là 150k bác. Người ta chi mấy bên vít cho bác nha, thằn ngoài luôn bác nha. Thanh rời á, đảo chiều đầy đủ nha. Đó, thân máy vỏ pin là 150k con số 1. Số 1 150k. Em bán bằng cái giá, chắc bằng cái giá thân máy của người ta thôi á. Này máy vít Nati bác nha, những cái con máy này em chưa vệ sinh đâu bác, phải vệ sinh rồi ta dùng mỡ mà dùng nha. Đảo chiều nha, thắng đảo chiều này đùa bác nha. Con này thì nó dùng cái motor có than đó bác. Rồi con này hàng siêu bình đó, nhưng mà số 2 con này em lấy 120k thôi, thân máy bỏ pin luôn bác nha, số 2 120k. Em lên cái đồ này em cho nó đi nhanh nhanh quá, 120k. Cái này à, này là Realme á, có pin này, bác về vệ sinh nha, bác về vệ sinh cái motor á. Làm cái pin, không phải pin của nó đây nè. Đó, thân máy vào pin luôn. Nói chung là bao sống bao full chức năng, nhưng mà nó kêu dục cái motor là nó bị xịt CR7 vào mấy cái vùng bi á, là nó sẽ mượt nè. Con này thì con số 3 đi, số 3 là số 3 là 100k đó bác. Bằng cái giá khác người ta nha. Thân máy bộ pin luôn nha. Cái bộ pin nó cũng mất 50k, 50k rồi. Thì thân máy nó tính là thân máy nó chỉ 50k thôi. Đó, còn số 3 là 100k, thân máy bộ pin luôn. Thân máy bộ pin nha bác. Số 4 nha. Số 4 thì cái này nó không có cái ấy của đèn nhá. Này than rời. Hitachi DMR. Đây. Đó 12 DMR.
12V. Tem bên này còn đẹp nha bác nha. Thắng đảo chiều đầy đủ nha. Này, thân máy của pin là 450 bác. Đó, thân máy của pin nhá. Cây này Quỳnh đang phay. Rồi. Này là bu lông đầu 3/8 đó nhá. Bu lông đầu 3/8, cái thằng này nó là TW072D. Thanh rời. Con này nó chạy 14V đó. Đó, thắng đầu chờ đầy đủ nha. Con này nó cái pin cái đế của nó là nó dùng cái vỏ pin nội địa, cho nên là bây giờ mình phải lên dùng cái đế pin, cái đế của Makita thông dụng đây. Con này thân máy với lại kèm theo đế pin là 400k được bác. Rồi cái này em còn một thân nha bác nha. Này cho các bác chơi, sử dụng lắp cam hay là dùng các cái việc trên cao á, nhỏ gọn rồi đút túi nó cũng dễ nha. Này là vít cấp trượt, 2-3 cấp trượt với một cấp khoan. Mũi khoan thì dùng cái mũi khoan đầu đây, mũi khoan dùng mũi khoan lục giác các bác nhá. Đấy, lục giác bỏ vào là khoan thôi. Đây là dòng máy 16V8. 16V8 nha bác nha. À. Thằng này hàng nội địa của Trung mất. Nội địa Trung nhớ phải là hàng bản Nhật nha. Thân máy là 500, còn full bổ thì là 750. Đó. Cái con này riêng cái con này bác nha. Cái con này các bác lấy full bổ. Các bác lấy full bổ chuyển khoản thì em sẽ bảo ship. Là full bổ là 750 á. Các bác chuyển khoản em sẽ bỏ ship. Còn ship code thì các bác tải ship nhá. Riêng cái con này em sẽ bỏ ship nếu các bác chuyển khoản. Đó. Rồi đây là một con Makita 173. Nó làm nó giống như kiểu thằng 171 đó bác. Thằng này thằng nội địa luôn đó bác nha, không phải thằng bài đó. Nó làm rất là đẹp. Nó làm đẹp đến nỗi mà đấy, nếu như không nói thì nhiều bác lại cứ tưởng là hàng xách tay á. Nó làm rất là đẹp luôn bác. Hàng đặt mà, hàng nội địa mà. Cực kỳ đẹp luôn. Nhựa nhiếc cao su rất là êm mà. Em này ba đèn. Này có 4 cấp độ bác nha. 4 cấp độ. Đó, nhẹ này. Đó. Còn tâm là bó pin nha. Con này full bộ là 1,2 triệu bác. Này pin 4A, 18V 4A. Máy pin sạc là 1,2 triệu bác nha. Thân máy là 700k. Thân máy 700k bác. Con này bác mà lấy full bổ mà chuyển khoản em cũng bao ship cho bác luôn. Đó. Rất là khỏe. Bác nếu các bác lấy full bổ nha thì em sẽ bao ship. Đó là màu xanh nha bác nha. Còn đây là màu vàng. Các bác thích màu nào thì lấy màu đó. Đó.
nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà nó cái màu nó khác nhau thôi đó. Hàng motor không nhận than đó bác nhá, bullet motor ấy bác. Như vậy bác có nhìn vậy nhìn thấy rồi. Hàng không nhận than nhé. Đây, tem in rất là đẹp luôn. Cái này nó không giống như hàng của thằng của Shopee đâu. Shopee nó dạng như thằng nhái của thằng nhái đó, dạng như nó nhái thêm một cái sản phẩm nội địa của thằng Tung nữa. Thì là giá thành nó sẽ rẻ hơn. Thứ hai nữa là cái pin của nó rất là rẻ, thì các bác về dùng được mấy tháng này nó sẽ xuống pin, cho nên là giá thành nó rất là rẻ luôn. Tự nhiên một cục pin nó chỉ có 200 mấy k, nó không bao giờ nó có giá nó được nếu cục pin ngon. Pin của hãng á, bình thường nó là nếu cục pin của hãng thì nó cũng phải gần cả 1 triệu bạc, em nhớ không nhầm thì nó là 1,2 triệu hay là hay bao nhiêu đó. Còn hàng bại mà đi về mà đang còn ngon lành nó cũng phải tầm 800-900 rồi. Còn cái hàng đóng nó chỉ có 500-600 gì đó. Cái hàng đóng lúc nào cũng rẻ hơn. Nhưng mà nói chung là cái tiền nào của đấy thôi. Hàng đóng nó cũng phải là không ngon, mà do các bác chọn người đóng nó không có tâm thôi. Thì họ sẽ dùng pin nó không ngon và mạch không ngon thì chắc chắn thì giá thành nó sẽ rẻ, đại loại là vậy. Đó là em chia sẻ thật lòng, em cũng phải là đạp đổ nhất cơm của ai, em cũng là người đóng pin mà. Còn một cục pin này em đóng, thằng VTC4 Sony á, Sony VTC4 á, là full bộ như thế này luôn, cả vỏ cả viết luôn. Đó, cả vỏ có biết luôn nha các nha. Đó, về dùng thôi. Đó là 600k. Dung lượng 4A các nha. Vỏ chống sốc. Nói chung là vậy, giờ đa số là thợ đều đóng cái vỏ này hết cho bác. Nó được cái nó bảo vệ cái chống sốc rớt thì nó đỡ bể hơn là cái loại kia này. Cái loại cũ nó giòn hơn đấy. Thì bây giờ nó toàn là chuyển sang dùng đóng cái loại này hết. Cái vỏ pin là cái cục pin là 600 đó nha. Còn cái thân máy là 700, các bác lấy thì lấy thân máy 700 nha. Còn lấy các bác lấy full cục bộ là 1,2 triệu, chuyển khoản em sẽ bố ship, gọi là máy pin sạc ấy là 1,2 triệu. Thì em bán combo lúc nào nó cũng rẻ hơn. Rồi em có một số máy này. Nói chung là có mấy cái máy cũ nhiều nhưng em lười lên lắm. Mỗi lần em kêu em làm video thật sự, bây giờ em lười thật sự nên là em ít khi mà lên video, với lại người xem nó giảm hụt, với lại hay có những cái comment tiêu cực là vậy. Em dạo này em rất là bận nên thành lười các bác. Các bác có xem qua thì cho em một like, một comment các bác nhá, cho kênh em nó đỡ phải trôi bài này. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào các bác.